Hello, xin chào nhâm đã quay trở lại kênh Alimetina. Ở trong thế giới phản mi, những vùng đất đều có một người làm tế linh bảo vệ cho thôn làng hay quốc gia nào đó. Ở thạch thôn hay thạch quốc cũng không ngoại lệ. Nếu đánh giá tế linh mạnh nhất của 8 hoang vực được gọi là một nhà tù của bọn thượng giới, thì liễu thần của thạch thôn không ai có thể so sánh được. Ở video này, anh em cùng mình làm rõ về liễu thần mạnh như thế nào trong thạch thôn. Thứ nhất, thông tin sơ lược. Liễu thần thuộc chủng tộc thực vật dị vật. Anh em nhìn phát biết ngay giới tính của liễu thần là mái chứ không phải đực. Vào một buổi tối, liễu thần đã đáp xuống thạch thôn trở thành tế linh. Dĩ nhiên lúc này cô ấy đang ở hình dạng cây liễu thần. Thỉnh thoảng liễu thần mới biến trở thành con người gặp thạch thao. Sau này hoàn toàn liễu thần mới trở thành con người thật sự. Ngoài ra sức mạnh của liễu thần đạt đến thánh hư tiên đế, tế đạo cảnh. Thứ hai, cách nhận biết được liễu thần. Liễu thần từ khi hóa thành hình dáng con người với vẻ đẹp nghiêng nước đổ nhà của mình, cô khiến Thạch Hạo hay người khác đều có tình cảm. Liễu thần chính là một người thầy đầu tiên chỉ dạy cách Thạch Hạo trên con đường cày cấp. Các chiến tích của cô không hề đếm xuể khi giết địch. Liễu thần từ một mình vác thân neo đơn của mình tiến vào thế giới bên kia đại chiến giết được ma thần dị vực, hay giết chết rất nhiều bất hủ chi vương. Sau khi liễu thần đánh xong các dị vực bởi vì bị thương trong cơ thể niết bàn, khi các tiên vương ngạo thịnh vây đánh, khiến cô phải hóa thành một hạt mầm rơi xuống hạ giới. Thế nào cô đáp xuống thạch thôn trở thành tế linh? Dĩ nhiên trong quá trình phát triển giới nhân gian, liễu thần hầu như không nhớ tiền kiếp trước của mình, mà cô đang dần dần tìm hiểu về quá khứ của mình khủng khiếp như thế nào, và sẽ có niết bàn tái sinh trở về con người như trước đây. Ở trong trận chiến hạ đại chiến thượng giới giáo chủ, cô đánh bại hầu hết các đối thủ và được di chuyển tiến vào nguyên thủy chi môn biến mất. Nhưng cô không hề chết mà đi vào giới hải. Trước khi đi, liễu thần để lại cho Thạch Hạo một cành cây liễu thần, nên Thạch Hạo mới có thể thoát khỏi đề ba giới. Thứ ba, liễu thần và Thạch Hạo gặp lại nhau. Sau khi Thạch Hạo đi sâu vào bên trong giới hải nghe ngóng được tin tức của liễu thần, hắn thông qua đường không gian truyền tống trận di chuyển tìm kiếm liễu thần ở một hòn đảo hoang. Lúc này sự thật về liễu thần mới được phơi bày. Khi có một tấm bia đá ghi lại quá khứ cũng như những sự thật về liễu thần, nên Thạch Hạo muốn cứu liễu thần khôi phục về trạng thái vài nghìn năm trước. Hắn đã mang về được hắc ám liễu thần cấp tiên vương mới sinh, nhưng như thế là chưa đủ. Thạch Hạo ở trung cực cổ mới chính thức tìm ra được nguyên thần chân chính. Tuy nhiên vì liễu thần lúc bấy giờ đang bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say, nên nguyên thần đã bị đế hỏa bao phủ. Thạch Hạo chia tay em gái Hỏa Linh Nhi và Mạch Thiên Chính. Thân thể Thạch Hạo chuẩn thiên đế đã hóa thành thuốc tầm bổ cho liễu thần. Vì vậy đế hỏa cùng liễu thần dung hợp sống lại hồi sinh trở về trạng thái ban đầu. Ở diễn biến sau đó, liễu thần tiểu tháp cùng đế lạc đã ngăn cản phù đế, để cho Thạch Hạo có thời gian đối phó với thương đế và hồng đế. Kết quả bên Thạch Hạo giành thắng lợi, tuy nhiên đổi lại liễu thần đã chết cháy. Thứ năm, Thạch Hạo cứu liễu thần. Thạch Hạo đã di chuyển lên trời kiếm một số vật phẩm chữa trị cho liễu thần, đồng thời trong nước thay những kiếp nạn. Sau khi liễu thần sống lại, cô có một trận đại chiến cuối cùng với tiên đế, nên liễu thần để muốn cứu thế giới đã cùng chết với tiên đế. Nhưng liễu thần thật sự có chết sau trận chiến đó hay không? Liễu thần vẫn còn sống với sức mạnh cực kỳ bá đạo trên từng hạt gạo. Cảm ơn anh em đã xem hết video.